Dung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức vừa mới được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonisay Sifandon thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonisay Sifandon và phu nhân thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 1. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Sonisay Sifandon đến Việt Nam từ khi ông nhậm chức. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục gắn bó và phát triển tốt đẹp, hợp tác chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng, đóng vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hai bên đang phối hợp thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa hai bộ chính trị và kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Lào tháng 1 năm 2023, tích cực triển khai Hiệp định về Hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp. Tối qua tại thủ đô Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giải Tiên Hồng lần thứ 2 năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2024. Năm nay, số lượng giải và giá trị giải thưởng được tăng lên, ban tổ chức giải đã nhận được gần 2.700 tác phẩm dự thi chất lượng của 138 cơ quan báo chí ở cả trung ương và địa phương với nhiều sự tìm tòi sáng tạo hấp dẫn được độc giả đón nhận, đánh giá cao. Ban tổ chức đã lựa chọn 79 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm 7 giải A, 14 giải B, 20 giải C, 38 giải khuyến khích. Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng phát động giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, giải Diên Hồng lần thứ 3 năm 2025 với các tác phẩm được đăng tải phát sóng từ các ngày 6 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 11 năm 2024. Thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 về chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên, đến nay tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 45%. Toàn tỉnh hiện có 23 đô thị và khu vực được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị, gồm một đô thị loại 3 là thành phố Hưng Yên, một đô thị loại 4 là thị xã Mỹ Hào và khu vực trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 4. Theo đánh giá sơ bộ, thành phố Hưng Yên đạt tổng điểm cao hơn số điểm tối thiểu theo tiêu chuẩn đô thị loại 2, nhưng còn 2 trên 5 nhóm tiêu chí chưa đạt là quy mô dân số và mật độ dân số. Thị xã Mỹ Hào cũng đạt tổng điểm cao hơn số điểm yêu cầu của đô thị loại 3, nhưng còn nhóm tiêu chí về mật độ dân số chưa đạt. Khu vực huyện Văn Giang đã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Một số khu đô thị sinh thái quy mô lớn được đầu tư hiện đại như Eco Park, Ocean Park 2, Ocean Park 3 đang được triển khai. Đến nay, thị xã Mỹ Hào cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng cho hai dự án lớn, đó là dự án cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên với diện tích đất thu hồi gần 48 ha thuộc địa bàn các phường Phùng Chí Kiên, Bạch Sam và xã Xuân Dục. Kết quả giải phóng mặt bằng đạt khoảng 85%. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A giai đoạn 1 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân với diện tích thu hồi trên 90 ha. Kết quả giải phóng mặt bằng đạt khoảng 99,70%. Hiện thị xã Mỹ Hào đang tập trung quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng cho 18 công trình như dự án đường DH34, đường Phong Cốc Mão Trinh, các dự án khu tái định cư cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong, các dự án đấu giá đất. Năm 2023, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông cả nước ước đạt 139.000 tỷ đồng, tăng 0,41% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 99,5% kế hoạch năm. Con số trên cũng như số liệu thống kê các năm trước đó của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, doanh thu trong lĩnh vực viễn thông năm qua gần như không tăng trưởng và ở mức thấp nhất trong nhiều năm lại đây. Điều này cũng phản ánh đúng xu hướng trên thế giới là dịch vụ viễn thông truyền thống đã đến ngưỡng bão hòa và không còn dư địa tăng trưởng, trong khi đó các không gian tăng trưởng mới như chuyển đổi số,
Dịch vụ số IoT của các doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chưa thể trở thành lực đỡ trong bức tranh doanh thu của doanh nghiệp viễn thông. Cùng mức độ tăng trưởng doanh thu trên, theo đó, nộp ngân sách nhà nước lĩnh vực viễn thông ước đạt 46.000 tỷ đồng, tăng khoảng 0,27% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 93% so với kế hoạch năm 2023. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế cho biết, sau nhiều năm đóng cửa để trùng tu, Điện Thái Hòa và Điện Kiến Trung sẽ mở cửa đón khách tham quan trực tiếp vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Điện Thái Hòa nằm trên trục thần đạo của Kinh Thành và Hoàng Thành Huế, ngay phía sau Ngọ Môn. Trong suốt hơn 200 năm tồn tại, công trình nhiều lần được trùng tu qua các triều vua nhưng vẫn bảo lưu được kiến trúc và hình thái, đặc biệt là kết cấu và nghệ thuật trang trí. Điện Thái Hòa có kiến trúc kiểu trùng thiềm điệp ốc, gồm tiền điện và chính điện nối liền với nhau, rộng 1.440 m². Điện Kiến Trung được xây dựng năm 1921, hoàn thành năm 1923. Đây là nơi làm việc, sinh hoạt của hai vị vua triều Nguyễn là Khải Định và Bảo Đại. Ngôi điện này hội đủ những đặc điểm của một công trình mang phong cách Đông Dương với sự kết hợp giữa Á và Âu. Công an huyện Văn Lâm vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ hai đối tượng ở tỉnh Yên Bái, sinh năm 2006 và sinh năm 2003. Đây là hai anh em họ, không có nghề nghiệp, do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tối 24 tháng 12 năm 2023, hai đối tượng đi xe buýt từ Hà Nội đến xã Lạc Hồng trộm cắp một xe máy trong khu nhà trọ ở thôn Quang Trung đem bán với số tiền 5 triệu đồng. Trước đó, hai đối tượng này thực hiện chót lọt 3 vụ trộm cắp khác cùng trên địa bàn xã Lạc Hồng và lấy đi 3 xe máy. Một đối tượng đang bị công an ở tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hòa Bình khởi tố về tội danh trộm cắp tài sản nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do chưa đủ tuổi thành niên. Tuy đang trong quá trình bị điều tra nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản. Tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, mưa lớn sau bão đã gây lũ lụt trên diện rộng trên cả nước Anh, khiến hàng trăm ngôi nhà ngập nước và gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Văn phòng khí tượng quốc gia Anh tối 4 tháng 1 đưa ra cảnh báo vàng về mưa lớn trên toàn miền Nam xứ England và gần 260 cảnh báo lũ lụt tại vùng này và xứ Wales. Trong những ngày đầu tiên của năm 2024, các khu vực thuộc miền Đông England ghi nhận lượng mưa tương đương lượng mưa trung bình trong cả tháng 1 hàng năm. Hạt Nottinghamshire ở miền trung nước Anh là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão, với mực nước sọc sông Trent vào tối 4 tháng 1 và rạng sáng 5 tháng 1 có thể lên gần mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 2000. Mới đây, Cơ quan Quản lý Sân bay Thái Lan và Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết sẽ triển khai một loạt biện pháp nhằm xúc tiến du lịch, thu hút du khách quốc tế, nhất là du khách từ Trung Quốc. Cơ quan Quản lý Sân bay Thái Lan cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý hiệu quả các dịch vụ hành khách, đảm bảo tính linh hoạt và tránh tắc nghẽn, đặc biệt là thủ tục kiểm tra an ninh khi nhập cảnh và nhận hành lý, để khuyến khích các hãng hàng không giới thiệu các đường bay đến các sân bay của Thái Lan. Cơ quan này sẽ xem xét giảm giá phí hạ cánh và đỗ máy bay nhằm mục đích hỗ trợ du lịch tại các thành phố ít nổi tiếng. Theo dự báo, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan sẽ tăng lên hơn 8 triệu lượt vào năm 2024, tương đương 75% con số kỷ lục 11,1 triệu lượt vào năm 2019. Các nhà khoa học Mexico đang trong quá trình hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa 5 robot tự hành do nước này tự sản xuất lên mặt trăng vào ngày 8 tháng 1 tới đây. Với thiết kế hình tròn, có đường kính 12cm và chỉ nặng 57g, các robot tự hành do các nhà khoa học và 250 sinh viên Đại học Tự trị Quốc gia Mexico thiết kế, sản xuất với sự cộng tác của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA. Giáo sư Gustavo Medina Tanco, người đứng đầu dự án cho biết, các robot tự hành được thiết kế mô phỏng theo tập tính của loài ong, bao gồm khả năng cơ động cao, linh hoạt, sức bền và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông qua khả năng tự kết nối với nhau và nhận lệnh từ trạm điều khiển tại mặt đất. Các robot được tích hợp hệ thống pin quang năng có thể hoạt động liên tục trên mặt trăng mà không cần dừng lại để nạp năng lượng. Hiện cả 5 robot đều đã vượt qua hàng chục bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ bền cơ học, khả năng chống chịu nhiệt độ khắc nghiệt và môi trường trên không trước khi được NASA chấp thuận cho tham gia chương trình Artemis đưa tàu vũ trụ của Mỹ quay trở lại mặt trăng sau 50 năm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.